Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tôn Ngọc đây. Vì sao shop house khối đế của dự án Vinhome của Trần Bắc sau gần 5 năm hoạt động lại buộc phải cắt lỗ 50%? Và Tôn Ngọc là một người sinh sống hơn 4 năm tại dự án Vinhome của Trần Bắc. Dựa trên những cái quan sát đúc kết hàng ngày thì Tôn Ngọc sẽ rút ra được một số bài học muốn gửi đến quý nhà đầu tư đang xem video đây. Đầu tiên thì Tôn Ngọc nói lại một chút về cái loại hình shop house. Như chúng ta thấy rằng ở đầu cái chu kỳ bất động sản vừa qua, chu kỳ bất động sản thì được tính từ giai đoạn 2014 đến 2024, thì chúng ta thấy rằng cứ nhắc đến khái niệm shop house thì những nhà đầu tư đã chiến thắng rất là vẻ vang ở trong những cái khúc đầu chu kỳ. Gần như giai đoạn từ 2014 đến 2017 là cứ mua shop house gần như là thắng. Và chúng ta thấy rằng thì rất là nhiều những cái chủ đầu tư ra những loại hình shop house rất là nhiều và vô cùng nhiều. Và đối với lại dự án Vinhome của Đền Bắc thì chúng ta quay trở lại câu chuyện được mở bán vào giai đoạn 2019, thì cái giai đoạn này thì nó cũng là giai đoạn cũng khá là nóng sốt và là cao của thị trường rồi. Thị trường bất động sản thì nếu mà tính đầu chu kỳ sau cái gói bơm 30.000 tỷ rơi vào 2014, nó là cái mồi cho thị trường bất động sản. Và thị trường bất động sản có một cái pha tăng vô cùng tốt từ giai đoạn 2014 đến 2018. Và cứ ngỡ rằng từ 2019 đến 2023 sẽ là một cái pha điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên tại cái giai đoạn này thì Covid nó xảy ra và những cái cuộc chiến tranh thương mại xảy ra, dẫn đến là các cái quốc gia đua nhau bơm tiền. Và chúng ta thấy rằng cái thị trường bất động sản nó cũng là một cái thị trường hấp thụ vốn khá là tốt. Và đối với lại dòng vốn vào thị trường bất động sản thì ở cái khúc từ 2019 đến 2022, đến quý 1 2022, thì chúng ta thấy rằng thị trường bất động sản tiếp tục một cái pha tăng nữa, một cái nhịp tăng này nó rơi vào 2 lần đối với lại những cái bất động sản vùng ven, như ví dụ như cách chợ Bến Thành rơi vào 15 đến 20 cây thì nó tiếp tục tăng khoảng tầm 2 lần nữa, 70% đến 2 lần. Còn đối với lại cái bất động sản ví dụ chợ Bến Thành cộng 100 cây thì nó tăng từ 3 đến 10 lần, tùy vào nơi, tùy vào vị trí, tùy vào nơi có những cái câu chuyện riêng. Thì đấy là tổng quan về thị trường. Thì chúng ta thấy rằng đối với những cái thời kỳ 2019, 2020 thì với những cái gọi là sức hút của cái loại hình shop house, thì tại những cái thời kỳ mở bán ban đầu thì đối với là những căn shop house khối đế mà bây giờ phải bán lỗ thì có chênh từ 1 tỷ đến thậm chí là 2 tỷ rưỡi. Và cái này thì đối với lại những anh chị mà bán hàng ở trong giai đoạn này thì mình sẽ hiểu cái câu chuyện này. Và những lý do cái câu chuyện shop house bây giờ nó phải cắt lỗ nó sâu như vậy, thì đầu tiên thì nó liên quan đến câu chuyện cá nhân chủ của những căn shop house. Họ cảm thấy là quá mệt mỏi rồi, không muốn giữ nữa và hết duyên thì phải cắt. Và để cắt bán được ngay thì phải đưa ra một cái giá cắt rất là sâu để muốn giải quyết một cách dứt điểm. Và như chúng ta biết rằng thì đối với lại những cái căn shop house thì gần như cái quá trình mua bán thì đa số những anh chị khi mà mua bán thì đó là mua bán ở trên giấy, thì dẫn đến là mình cũng sẽ không hình dung được cái căn shop house của mình thực tế nó sẽ như thế nào. Và ở thời kỳ FOMO như vậy thì gần như chốt được căn shop house thì đó là rất là vui mừng rồi. Và dẫn đến thì đối với lại những căn shop house nó có những cái lỗi phong thủy sau khi mà bàn giao thì mình cũng rất là khó để mình biết được. Ví dụ như một số căn shop house nó có những cái vị trí kế bên những cái toilet chẳng hạn, hoặc đối với lại trong một cái tòa nhà nó rơi vào khoảng tầm 20 căn shop house, thì theo như tôi gặp quan sát thì nó đâu đó nó chỉ rơi vào khoảng 6 đến 7 căn, là nó rơi vào 30 đến 35% những cái căn shop house là có hoạt động khai thác kinh doanh tốt. Và những cái căn shop house này nếu mà nó đạt cái tỷ suất dòng tiền 3,5 đến 4% một năm thì đương nhiên những căn shop house này thì nó sẽ có cái biên tăng về lãi vốn rất là tốt. Và như chúng ta biết rằng thì đối với lại những cái căn shop house, ví dụ như Tuấn Ngọc ví dụ một cái căn shop house mới cắt lỗ 50% thì hiện là được mua vào cái giai đoạn 2019 là giá gốc là 11 tỷ 3 và có một chút cái tiền chênh nữa thì nó lên đến 12 tỷ, mà bây giờ cắt lỗ bán sâu xuống còn 6 tỷ. Thì chúng ta thấy rằng đối với lại 12 tỷ đầu tư vào thì nếu mà với cái dòng tiền 2,5 đến 3% thì chúng ta thấy rằng 2,5% của 12 tỷ
thì mình sẽ tính luôn, thì nó đó thì nó rơi vào khoảng là 30 triệu một tháng. Và chúng ta biết rằng đối với lại cái giá thuê 30 triệu một tháng thì đương nhiên đối với chủ của những căn shop house thì tính một năm chỉ rơi vào khoảng 10 tháng thôi, một tháng tiền phí môi giới, một tháng là đôi khi cái tiền gọi là chi phí cơ hội đợi giữa người A thuê và người B thuê, thì thông thường công thức tính đơn giản thì nó rơi vào khoảng 10 tháng. Thì đối với một căn shop house mà bây giờ hiện tại cái vùng cái giá thuê là 30 triệu thì anh chị em và các bạn nghĩ xem, thứ nhất là cái chi phí setup ban đầu, rồi đến cả những cái chi phí liên quan đến kinh doanh cái loại ngành nghề, thì chúng ta chứng kiến rằng đối với lại cái dự án Vinhome Golden Park trong thời gian vừa qua, những cái đơn vị kinh doanh trên những căn shop house thì nó cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn và trái đắng, và cũng bị mất tiền của người, mất ít thì 300 đến 500 triệu, của người thì mất đôi tỷ. Và đương nhiên trong cái thời gian vừa qua nó là khó khăn cả thị trường, không chỉ có riêng tại dự án Vinhome Golden Park là khó khăn mà bên ngoài nó cũng khó khăn, tại vì nó là một cái pha gãy của thị trường thì ở đâu cũng khó khăn thôi, chứ không chỉ riêng Vinhome Golden Park. Và chúng ta thấy rằng lý do cái căn shop house này phải bán lỗ thì đó là cái vấn đề, đó là cái hiệu quả khai thác dòng tiền nó sẽ không có cao. Và bây giờ một những cái căn shop house như vậy, liệu bây giờ nếu mà cho thuê 15 18 triệu thì có người thuê hay không? Nếu mà khi mà cho thuê được 15 18 triệu thì đâu đó thì hiệu quả khai thác dòng tiền của căn shop house này nó cũng chỉ rơi vào khoảng 1,5% một năm. Thì nếu như vậy thì lựa chọn những cái bất động sản nó gắn liền với mặt đất thì nó sẽ ok hơn. Nên dẫn đến là cái câu chuyện những chủ của những cái căn shop house này họ cũng đã quá chán rồi, quá mệt mỏi rồi, và họ muốn cắt thật là sâu để giải quyết ra hàng luôn. Và đối với lại những cái bất động sản cũng là những căn shop house gần đây tôi gặp quan sát thì đôi khi họ cũng không phải là bị cái vấn đề là ngân hàng, mà bây giờ là họ không có thích giữ cái loại hình này nữa. Bởi vì sau cái câu chuyện liên quan đến vấn đề Covid thì chúng ta thấy rằng cái hành vi mua sắm tiêu dùng online thì nó là xu hướng. Và đối với lại những cái mặt bằng bán lẻ mà trong cái câu chuyện online nó lên ngôi thì nó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì đối với lại những cái bất động sản đó là những căn shop house khối đế của một cái tòa nhà thì nó cũng sẽ có được cái giá trị nhất định. Có nghĩa là đâu đó nó bị giảm một chút về thị phần thôi, chứ không hẳn là nó không còn được những cái giá trị của nó. Và đối với lại những cái căn shop house ở trong một cái dự án thì đôi khi những anh chị ngày xưa mua thì cũng chưa kịp tính toán và chưa kịp có những cái câu chuyện khảo sát thực tế. Tại vì theo như tôi đã quan sát thì đối với lại trong một cái tòa nhà thì nó có khoảng 30 đến 35% đó là những cái căn shop house khai thác hoạt động rất là hiệu quả. Đó là những căn shop house nào? Thứ nhất đó là căn góc, thứ hai đó là những căn góc sảnh, và thứ ba đó là những căn mặt sảnh kết hợp với mặt đường, thì đó là những cái loại hình khai thác rất là tốt. Và chúng ta thấy rằng ví dụ như cái tòa nhà S101 đang có một cái căn cắt lỗ sâu, thì đối với lại cái mặt nội khu thì nếu mà anh chị em và các bạn quan sát thấy tại những cái gì nó đang diễn biến ra thì mặt nội khu của phân khu S1 khá là ảm đạm. Và đối với lại cái tòa nhà S101 nói riêng thì cái căn shop house mà đang được cắt lỗ thì thật sự là nó cũng khá là ói om, vì nó lại kế bên một cái toilet. Thì Tuấn Ngọc hay nói vui, chắc cái căn shop house này bây giờ bán cho chủ nào mà liên quan đến ngành giấy vệ sinh thì nó sẽ phù hợp với ngành hàng, tại vì nó phù hợp với bối cảnh. Thì chúng ta quay lại thì đối với lại cái một cái tòa nhà thì đương nhiên nó cũng sẽ có 30 đến 35% đó là những căn shop house có khai thác hiệu quả. Và dẫn đến câu hỏi là tại sao chúng ta lại không mua những cái căn shop house có hiệu quả đó mà chúng ta lại mua sang những căn shop house mà không có được cái khai thác hiệu quả. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ hiểu rằng đối với lại một cái tòa nhà ở trong một cái khu vực, ví dụ như cái tòa nhà đó là tòa nhà S101 trong cái cụm đó là cụm S1, rồi giữa cụm S1 so với lại cụm S2 đấy, thì chúng ta sẽ so giữa cụm với cụm, và trong một cái ví dụ như phân khu, ví dụ hiện tại Tuấn Ngọc đang sống ở phân khu The Rainbow
thì giữa phân khu The Rainbow với phân khu The Origami hay là phân khu The Glory Hay thì nó sẽ khác nhau cái gì và nó điểm mạnh như thế nào, và giữa các cái phân khu trong dự án thì cái phân khu nào, cái loại hình shop house nó sẽ khai thác hiệu quả, thì đó là những cái mà chúng ta phải đến tận nơi và chúng ta quan sát, cộng với chúng ta tham khảo những cái nguồn thông tin tin cậy, thì khi đó thì chúng ta sẽ có được những cái quyết định nó trở nên nó chính xác hơn. Và nội dung video thì tôi Ngọc chia sẻ cũng khá là dài rồi, và nếu như anh chị và các bạn thấy ngoài những cái vấn đề mà tôi Ngọc nêu trên thì còn những cái vấn đề nào khác thì vui lòng comment xuống phía dưới để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay, hoặc nó là hữu ích, hoặc nó có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Tôi Ngọc luôn biết ơn anh chị vì hành động đó. Còn nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tôn Anh Ngọc và đội ngũ team Culen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôn Anh Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.